Vâng, chào mừng anh chị đến với chương trình đồng hành giao dịch hàng ngày được tổ chức tại bởi công ty chứng khoán VNREX. Chương trình của chúng tôi sẽ được tổ chức vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ 16 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Linh, hiện tôi là chuyên viên của tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VNREX. Đồng hành cùng với chúng ta trong buổi ngày hôm nay thì có anh Nguyễn Trung Du, hiện anh là chuyên gia chiến lược thị trường. Anh Du đã có 14 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán. Hy vọng rằng những cái chia sẻ của anh sẽ hữu ích cho những anh chị khi tham gia thị trường. Và trong quá trình mà các chuyên gia trao đổi về thị trường, anh chị nào mà có câu hỏi muốn hỏi về thị trường, hỏi về cổ phiếu thì anh chị cứ vui lòng để lại cái câu hỏi ở phần chat, thì tí nữa các chuyên gia sẽ giúp anh chị trả lời câu hỏi đó. Và để mà cái buổi chia sẻ của chúng ta nó diễn ra tốt thì anh chị vui lòng tắt mic để đảm bảo nó không ảnh hưởng đến các anh chị khác. Thì trước tiên Linh xin phép được đi vào điểm qua về cái diễn biến giao dịch của trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay là mở đầu phiên giao dịch thì chúng ta đón nhận một thông tin rất quan trọng từ tập thống kê, đó là thông tin về tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 năm 2021. Thì trong đó thì đúng như các phương tiện truyền thông có nhắc đến thì GDP quý 3 của chúng ta âm hơn 6% và là một mức âm lớn nhất kể từ khi mà thống kê cái chỉ số GDP theo quý. Và với cái thông tin này thì thị trường mở cửa cũng có phản ứng cũng khá theo thông tin. Khi đó thì thị trường đã giảm từ khi mở cửa cho đến 11 giờ sáng, và sau đó thì cái lực bán ở cái thời điểm mà thị trường phản ứng với thông tin về vĩ mô nó không thực sự là quá mạnh, và sau đó thì thị trường có cơ hội để hồi phục lại từ 11 giờ và tiếp tục duy trì được cái đà hồi phục đến cuối phiên và đóng cửa chỉ số VN Index giảm nhẹ 0.1%, 0.1 điểm. Và cái độ rộng của thị trường phiên giao dịch hôm nay thì cũng khá là hẹp, khi chúng ta thấy rằng có 191 mã cổ phiếu tăng giá, trong khi đó có 210 mã giảm giá và có 44 mã tham chiếu. Bên cạnh đó thì chỉ số VN30 ngày hôm nay thì cũng biến động trong một cái biên độ nó khá là hẹp, khi mà chỉ số đóng cửa và giảm 0.6%. Cái độ rộng thị trường cũng vẫn nghiêng về bên bán, khi mà có đến 17 mã cổ phiếu bị bán giảm điểm, trong đó có 12 mã cổ phiếu tăng. Trong phiên ngày hôm nay thì nhìn chung các cổ phiếu mid cap là các cổ phiếu cũng hồi phục khá là tốt trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Khi mà các cổ phiếu tích cực trong phiên ngày hôm nay thì có thể kể đến những nhóm cổ phiếu như các cổ phiếu của nhóm phân bón, chúng ta thấy BFC, Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau nó cũng tăng khá tốt trong phiên ngày hôm nay, hay một số vài cổ phiếu liên quan đến như CNG. Trong chiều ngược lại thì chúng ta thấy rằng các cổ phiếu penny cũng vẫn tiếp tục bị bán, đặc biệt là cổ phiếu liên quan đến đầu cơ, mà cái giai đoạn mà vừa rồi tăng khá mạnh, giai đoạn vừa rồi thì cũng trong phiên nay cũng bị bán khá mạnh. Thị trường hôm nay, đặc biệt là nhóm cổ phiếu VN30 thì chúng ta nhìn thấy tín hiệu là cái dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại cái nhóm cổ phiếu này. Tuy nhiên thì nếu nhìn vào chi tiết và khối lượng của từng mã cổ phiếu ở trên sàn này thì chúng ta sẽ thấy rằng là đa số cái khối lượng nó tập trung khá là cục bộ ở một vài cổ phiếu. Trong đó thì tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu như là Hòa Phát này, khi mà phát hôm nay đã khớp được gần 35 triệu cổ phiếu, hay là Pau khớp được hơn 31 triệu cổ phiếu, STB khớp gần 50 triệu cổ phiếu. Trong đó thì nhóm cổ phiếu thép, đặc biệt là Hòa Phát, hay là cổ phiếu dầu khí, trong đó có gas, hay là các cổ phiếu khác như Maxan và Thế Giới Di Động là những cổ phiếu mà cũng góp vào cái đà tích cực cho chỉ số trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì cái nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng thì vẫn chưa thực sự là tích cực, khi mà trong nhóm này chỉ có mỗi duy nhất cổ phiếu Tiên Phong Bank là giữ được cái sắc xanh, còn lại đa số các cổ phiếu trong nhóm này đều giảm điểm. Đặc biệt trong nhóm cổ phiếu
Về ngân hàng thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu STB trong phiên hôm nay là cổ phiếu STB là một cổ phiếu nó phát đi một tín hiệu khá là tiêu cực khi mà cổ phiếu nó có một cái phiên giảm điểm gần 3% khối lượng gia tăng và gần như đã phá vỡ toàn bộ cái vùng hỗ trợ trước đó của cổ phiếu này, cái đường là ngang này. Và cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu công thương. Công thương trong phiên ngày hôm nay cũng khá là rất tệ khi mà cổ phiếu cũng có một cái đà giảm khá là mạnh và đang quay lại test cái đáy trước đó của cổ phiếu này. Khối lượng hôm nay bán công thương khá là lớn. Nhìn chung nhóm ngân hàng thì trong phiên ngày hôm nay cũng cái sự phân hóa nó cũng diễn ra khá là mạnh ở nhóm cổ phiếu này và chỉ có mỗi Tiên Phong Bank là có cái chiều hướng tích cực, còn lại đa số các cổ phiếu đều giảm điểm và đặc biệt là khối lượng giao dịch ở nhóm nhóm cổ phiếu ngân hàng này vẫn ở mức khá là thấp, vẫn duy trì ở mức khá thấp trong trong một phiên trở lại đây. Điều này cũng không 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 thực sự tích cực cho thị trường trong cái giai đoạn mà thị trường chung của chúng ta nó chưa thực sự là có một cái dòng cổ phiếu dẫn dắt ở thời điểm hiện tại. Về thanh khoản thị trường thì phiên ngày hôm nay thị trường hồi phục, tuy nhiên thì khối lượng giao dịch cũng vẫn trên sàn chỉ số VN-Index vẫn khối lượng vẫn khá là thấp thấp so với các phiên bán trước đó. Và trên chỉ số VN30 thì khối lượng có cải thiện hơn một chút, tức là có tăng hơn một chút so với phiên dịch ngày hôm qua. Tuy nhiên thì khối lượng này nó vẫn như Linh vừa trao đổi với anh chị thì nó vẫn là khá là cục bộ khi chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu như là Hòa Phát hay là Bao hay là STB, chứ nó không lan tỏa ra toàn bộ các nhóm ngành hay các cổ phiếu trong trên trên nhóm vốn hóa lớn. Do đó thì nhiều khả năng thì cái thị trường của chúng ta nó sẽ vẫn tiếp tục sideways trong một cái biên độ hẹp mà đã hình thành trước đó, tức là trong cái vùng 1330 cho đến 1360 trước khi mà có cái sự cải thiện tích cực hơn về yếu tố thanh khoản hay là có một cái nhóm cổ phiếu thực sự mà nắm được vai trò dẫn dắt thị trường ở thời điểm hiện tại để đưa cái chỉ số của chúng ta nó vượt lên khỏi cái vùng này để xác nhận cái xu hướng tăng trong thời gian tới. Rồi Linh vừa điểm qua về cái diễn biến phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh Du ạ, anh có đánh giá gì về thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay không ạ? Ok Linh, cảm ơn Linh nhé. Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Đợi chút để xu share cái màn hình. Linh nhìn chưa Linh ơi? Được rồi anh ạ. Cái diễn biến của thị trường trong vài tuần qua hay là vài phiên trở lại đây thì nó vẫn là trong vùng sideways thôi, tức là nó vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn trong mô hình triangle diễn ra từ tháng 6 đến giờ đúng không ạ? Nó càng ngày nó càng về cuối cái mô hình. Và diễn biến của những phiên như phiên giao dịch ngày thứ hai là tương đối tiêu cực, diễn biến khiến cho tâm lý thị trường rất là hoảng. Nhưng hôm qua thị trường đã nảy lại khi mà chạm vào cái hỗ trợ kênh dưới của mẫu hình, và phiên nay thì các chỉ số thì cũng coi như đi ngang thôi. Và nếu như chúng ta xét trong bối cảnh hôm nay thị trường gánh chịu rất nhiều cái thông tin tiêu cực, nhất là cái diễn biến của thị trường chứng khoán quốc tế rất là tiêu cực đúng không ạ, bao gồm là chỉ số các chỉ số ở các thị trường Mỹ hay châu Âu châu Á đều giảm rất là mạnh, rồi cộng thêm giá hàng hóa giảm và thêm yếu tố nữa là đồng đô la tăng giá, bao gồm cả lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá nữa, thì những thông tin đấy thì ảnh hưởng rất là tiêu cực đến tâm lý. Và thêm một cái thông tin nữa là cái thông tin GDP quý ba, mặc dù chúng ta đa số đã chấp nhận một cái kịch bản là GDP quý ba sẽ tăng trưởng âm rồi, nhưng cái mức tăng trưởng hơn 6,7% thì có lẽ nó cũng tương đối cao và nó gây sốc với nhiều người đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta xét trong bối cảnh phiên ngày hôm nay khi thị trường gánh chịu hai cái tin rất là tiêu cực như thế, thì chúng ta thấy là cái việc mà thị trường nỗ lực giữ được cái việc sideways trong phiên này thì đã là một cái tín hiệu rất là tích cực rồi. Mặc dù rất nhiều cái đợt bán trong phiên, nếu mà chúng ta chứng kiến cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì cá nhân du quan sát thì thấy có khoảng 3-4 đợt bán trong phiên và khiến có những lúc chỉ số giảm đến 10 điểm. Nhưng mà đến cuối phiên thì chỉ số có những cái mức độ hồi phục rất là tốt, và nếu mà nhìn sâu trong nội tại thị trường thì cái diễn biến cuối phiên nó cũng rất là tích cực, tại vì có nhiều nhóm ngành thì bắt đầu cảm tăng giá rồi, nó không bị cuốn theo thị trường như phiên giao dịch ngày thứ hai. Và nếu cộng với phiên dịch ngày hôm qua, chúng ta thấy là phiên dịch hôm qua là những cổ phiếu ngành dầu khí rồi những cổ phiếu ngành bảo hiểm tăng giá đúng không ạ? Còn hôm nay thì nó ở diện rộng hơn, bao gồm rất nhiều nhóm ngành.
VN30 thì nó cũng tương tự VN Index thôi, thì cá nhân Du thấy nó vẫn là sideways và chúng ta vẫn phải tiếp tục chứng kiến cái bối cảnh sideways nó sẽ tiếp diễn trong một vài phiên tới, khi mà nó chưa có dòng tiền đủ mạnh để thúc đẩy thị trường vượt ra khỏi cái kênh sideways này, và cũng chưa có áp lực bán để khiến thị trường vỡ cái kênh sideways hiện tại. Thì trading trong một cái xu hướng sideways thì thường rất là khó chịu, thì chúng ta giữ tỷ trọng cổ phiếu nhiều thì có thể rất là áp lực, nếu chúng ta bán ra thì vô tình chúng ta lại có thể bán đúng lúc mà cổ phiếu lại tăng giá, đúng không ạ? Cá nhân Du vẫn giữ quan điểm giống như trao đổi với các anh chị trong vài tuần trước, thì mặc dù xu hướng là sideways nhưng mà Du vẫn nghĩ cái xác suất thị trường nó diễn biến theo trường tích cực nó cao hơn. Tại vì thứ nhất là về mặt lý thuyết thì mô hình triangle và trước đấy là mô hình tăng giá thì cái xác suất tiếp diễn mô hình nó tương đối cao. Thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái thông tin GDP quý 3 thì có lẽ là cái thông tin xấu nhất mà chúng ta đón nhận rồi. Tại vì những cái thông tin tiếp theo về tăng trưởng quý 4 hay là thúc đẩy tăng trưởng quý 4 thì hầu hết nó sẽ là những thông tin tích cực thôi. Những thông tin về dịch bệnh thì cũng là những thông tin mà những ngày gần đây chúng ta thấy là số ca nhiễm đang giảm dần, đúng không ạ? Và nhiều thành phố cũng đang quyết tâm mở cửa từ 1 tháng 10. Thì thị trường chứng khoán là thị trường của kỳ vọng, đâm ra là cái kỳ vọng về tăng trưởng quý 4 rồi thúc đẩy đầu tư công thì nó sẽ là cái điểm nhấn cho thị trường những tháng cuối năm đó. Cái Du vẫn tin là một cái kịch bản nó lạc quan về thị trường. Tuy nhiên chúng ta cũng dự phòng những kịch bản nó xảy ra những cái black swan bất ngờ, đúng không ạ? Tức là những cái sự kiện thiên nga đen ấy trên trường tài chính quốc tế, nhưng mà hiện tại thì nó chưa có cái dấu hiệu gì đấy nó đáng ngại cả, và mọi thứ nó vẫn đang ủng hộ cho cái kịch bản mà sideways để đi lên thì nhiều hơn. Ta sẽ đi review qua một số cái nhóm ngành cổ phiếu. Thì với những nhóm ngành ngân hàng chắc là mọi người cũng thấy rõ, đúng không ạ? Nó cũng chưa có gì mới. Thì những trạng thái như Techcombank thì nó khá là ổn định, tức là nó vẫn đang sideways thôi, nó không quá tiêu cực vì nó vẫn cách xa cái vùng hỗ trợ đã thiết lập từ tháng 6, tháng 7 đến giờ. Nhưng ngược lại, những cổ phiếu như công thương thì nó tiêu cực hơn, đúng không ạ? Công thương thì càng ngày càng tiến sát về cái chỗ hỗ trợ của đầu tháng cuối tháng 8, cuối tháng 8, đúng không ạ? 27 tháng 8. Và cái rủi ro vỡ thì cũng có thể xuất hiện, tại vì chúng ta thấy là cái thanh khoản công thương ở đây cạn kiệt, nhưng mà những cái phiên giảm khối lượng rất là mạnh, như ví dụ như hôm phiên này cho thấy là cái tâm lý của mọi người bắt đầu mệt mỏi. Trạng thái như ACB hay là MB thì nó cũng tương tự thôi, nó cũng không quá tích cực nhưng mà cũng không quá tiêu cực, thì nó đỡ hơn được công thương thôi, và nó cũng giống như Techcombank. Trạng thái tiêu cực nhất thì như Linh đã đề cập từ đầu đến trạng thái của STB, đúng không? STB thì bắt đầu phá vỡ cái hỗ trợ mà được thiết lập từ tháng 7 đến giờ, cuối tháng 7. Thường sau khi vỡ hỗ trợ cổ phiếu nó sẽ có nhiều áp lực để nó tìm kiếm các cái vùng hỗ trợ mới. Quan điểm của Du thì cũng không nên đoán đáy, bởi vì khi nào cổ phiếu nó tạo được cái vùng hỗ trợ mới thì chúng ta mới quan tâm trở lại, hoặc là nó break được cái kênh giá giảm. Còn việc chúng ta bắt đáy thì nó quá rủi ro, thì khi cổ phiếu tăng thì chúng ta cũng rất khó để đo lường hết được cái sự điên rồ của nó, có khi nó giảm. Thế tốt nhất là chúng ta đi quan sát thêm. Đấy, trường hợp của Liên Việt Post thì đúng không ạ, cũng đang mấp mé ở cái chỗ mà có thể vỡ. Thì cái niềm tin thì vẫn đặt vào những cái cổ phiếu banh lớn hơn thôi, ví dụ như là Vietcombank hay là Techcombank, đúng không ạ? Nếu mà Vietcombank có cơ hội break lại cái vùng giá 103 thì nó sẽ có cái hiệu ứng tích cực cho nhóm ngành ngân hàng, hoặc như trường hợp của Techcombank chẳng hạn, nó có cái tầm ảnh hưởng đến nhóm ngân hàng lớn ấy. Và những ngân hàng nhỏ thì nếu mà breakout được cái mô hình giá giảm này thì nó sẽ đỡ áp lực cho những cổ phiếu khác. Còn những trường hợp mà phá đáy lại tẻ thì như thời gian qua nó diễn ra và nó không quá tác động nhóm ngành đâu. Ví dụ trường hợp của VIB thì trong cái nhịp trước khi nó phá đáy thì cũng nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng khác cũng không bị đổ gãy theo. Hay như công thương thế, nó cũng đã có một nhịp vỡ cái đáy của tháng 7 rồi, nhưng mà các phiếu banh khác thì nó cũng không bị vỡ. Ví dụ như người so sánh với Techcombank thì nó giữ được cái đáy của nó trong suốt cái thời gian qua từ tháng 7 đến giờ. Thì đây là những trường hợp mà Du đánh giá tích cực hơn. Trường hợp của Tiên Phong Banh thì nó quá tích cực rồi. Của Tiên Phong Banh là cổ phiếu ngân hàng vừa được đỉnh và đang trên đà đi lên rồi. Mặc dù mấy phiên vừa qua nó cũng bị vùi dập theo tâm lý thị trường và bị chốt lời, nhưng mà nhìn cái triển vọng ngắn hạn nó vẫn rất là tích cực. Ngắn và trung hạn thì nó cũng chưa có gì xấu cả. Nhưng có lẽ nó phù hợp với những người có và nắm giữ thôi. Còn mua mới thì dạng giờ cũng khó quyết định, khi mà cả nhóm banh thì nó cũng chưa đồng thuận. Nếu mà Tiên Phong Banh tăng trên một cái môi trường mà nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng nó đi lên ấy,
thì cái động lực tăng nó sẽ mạnh mẽ hơn và nó có nhiều cái điểm tựa hơn để chúng ta yên tâm hơn. Nhóm phiếu ngành chứng khoán thì không có gì đặc biệt cả, bởi vì cá nhân Du thấy nó vẫn là sideways và vẫn sideways theo chiều hướng nó hơi tiêu cực, nhất là những trường hợp như AI chúng ta thấy là sideways theo chiều hướng bào mòn và mỗi ngày chúng ta sẽ có thể bị mất đi một chút, nó chưa có tín hiệu tích cực. Mặc dù cái triển vọng quý 3 và triển vọng quý 4 chắc chắn là vẫn là tích cực thôi, bởi vì thanh khoản thị trường lớn hơn nhiều so với quý 2 và cái vùng giá hiện tại thì vẫn là vùng giá tốt, mặc dù nó có thể thấp hơn quý 2 một chút, nhưng mà chúng ta nhìn nhóm ngành ngân hàng thôi, còn rất nhiều cổ phiếu mid cap thì cái mức giá nó cao hơn nhiều so với quý 2, còn những cổ phiếu tầm vốn hóa lớn ví dụ như Masan hay là Thế Giới Di Động, FPT thì nó cũng đâu có thấp hơn nhiều so với lại quý 2 đâu, mà phát như thế. Cái kết quả kinh doanh của quý 3, quý 4 của ngành chứng khoán cá nhân dục ý là nó vẫn là tích cực. Nhưng mà có lẽ là cái triển vọng giá ngắn hạn thì nó đã phản ánh phần nào những cái kỳ vọng đấy rồi. Và nó đang theo hướng mà sideways và bò mòn là chính thôi. Và chúng ta nên hạn chế giao dịch những cái cổ phiếu mà đang có xu hướng sideways hoặc đang là bò mòn theo xu hướng giảm. Thế nên nhất là chúng ta phải nên đợi thôi. Có cái quyết định nào nó vội vã trong giai đoạn mà nó đang yếu như này. Nhóm cổ phiếu mà cá nhân Du thấy là nó tích cực trong phiên hôm nay đây, ví dụ như là những cổ phiếu phân bón, chúng ta thấy là nó đã tích lũy khoảng vài tháng và hôm trước thì nó bị vỡ cái nền hỗ trợ, nhưng hôm nay thì cổ phiếu này bật ngược lại. Thì thường các cái cú mà vỡ mô hình và nó bật ngược lại thì đấy là những cái cú được gọi là thrust down ở trong cái niệm biết đây, tức là những cái phiên mà giải thích một cách ngắn gọn, nó giống như chúng ta cố tình tạo một cái cú vỡ để ngay mà cái lượng cung lỏng lẻo nhất có thể bán ra để người ta thu mua vào. Và nó thể hiện là thường những cổ phiếu vỡ và sau đấy bật ngược lại cái vùng nó đã bị vỡ. Thế là nó vỡ hỗ trợ và nó quật ngược lại rất là mạnh. Thì nó cho thấy là cái cú đấy gọi là cú thrust down, tức là cái cú mà cố tình để vỡ mô hình để mà gom hàng số lượng lớn. Hoặc là để test cung cầu thôi trước khi mà cổ phiếu nó có thể tiếp tục tăng trở lại. Những trường hợp như đạm Phú Mỹ hay đạm Cà Mau nó diễn ra tình trạng đấy, tức là một hai phiên trước thì nó bị vỡ và nhìn rất là xấu, nhưng mà thì sau hai phiên thì hai cổ phiếu này quay lại khá là mạnh mẽ. Và cái Du nghĩ là cái xác suất nó tiến về vùng đỉnh cũ là tương đối cao, vì ra nó cách vùng đỉnh cũ đâu có 10-15% thôi. Còn cái xác suất vượt đỉnh cũ hay không thì chúng ta quan sát thêm. Ví dụ như trường hợp của đạm Phú Mỹ thì cá nhân Du thấy là cái xác suất nó cao hơn, tại vì cái khối lượng vào phiên này nó quyết liệt, những cái xác suất nó quay trở lại đỉnh cũ hoặc là có thể vượt nó cao hơn. Và trường hợp của đạm và mau thì nó hơi yếu hơn, người thấy là cái thanh khoản của hai phiên này thì nó thấp hơn hẳn so với thanh khoản của một thời gian trước, đúng là nó chưa có xung lực để mà đánh giá về cái xác suất của đỉnh. Một trường hợp tích cực nữa cá nhân Du thấy đấy là trường hợp của Hòa Phát, là trường hợp mà trong vài tuần qua trong các cái buổi trao đổi về thị trường thì các chuyên gia VN-Index cũng luôn đánh giá cao cổ phiếu này, tại vì nếu ta xét Hòa Phát từ 26/9 nay, từ 6/9 nay, chúng ta thấy là cái thanh khoản của Hòa Phát quay lại rất là tốt với những phiên tăng rất là nổi trội so với những phiên giảm, và cho thấy cái quá trình mua vào của ai đấy đang rất là mạnh mẽ và cái niềm tin về cái việc mà vượt đỉnh nó đang rất là cao. Và cá nhân Dũng là người nhiều lần đưa ra quan điểm về Hòa Phát và mình cũng tin là Hòa Phát sẽ vượt đỉnh, rất vượt đỉnh tương đối cao về mặt lý thuyết, và cái kỳ vọng là vùng 62-63 ở trong cái mẫu hình này. Tại vì cái khối lượng chúng ta thấy là cái vùng đỉnh trước nó chỉ 30-40 triệu thôi. Và khi mà dòng tiền quay lại thì thanh khoản nó cũng còn tốt hơn, đúng không ạ? 34-35 triệu thì cái xác suất thì vượt lại cái vùng mà nó thanh khoản 30 triệu nó cũng không khó lắm. Nhưng nếu mà cái vùng đỉnh cũ thanh khoản 40-50 triệu, bây giờ thanh khoản chỉ có 20-30 triệu thì chúng ta sẽ cần quan sát thêm. Và Hòa Phát vẫn là cái trường hợp mà phù hợp với những người mà kiên nhẫn, tức là mua và nắm giữ và chờ đợi vượt đỉnh để về kỳ vọng thôi. Cá nhân Dung nghĩ cái rủi ro rất là thấp. Tại vì những cổ phiếu mà trong cùng ngành nói nó đã chạy xa rồi, như Hoa Sen hay Nam Kim đã tăng khá xa so với lại cái đỉnh Hòa Phát trước đây rồi, là nó cùng tạo đỉnh ở vùng đầu tháng 7, nhưng giờ các phiếu này nó đã có một cái quá trình nó tăng quá nóng, thì có lẽ bây giờ tiền dòng tiền tập trung Hòa Phát thì cũng là hợp lý thôi. Còn những cổ phiếu ngành khác ví dụ như vận tải biển thì Dũng chưa thấy có gì khác biệt đâu, tức là nó bị vỡ mô hình tích lũy và bắt đầu nó suy yếu, nó cũng chưa có gì nó thực sự nổi trội. Hải An cũng thế. Rồi những cổ phiếu ngành dầu khí thì hai phiên gần đây tăng rất là tốt, hôm nay điều chỉnh nhẹ thì ta nhìn những cổ phiếu khí thì tăng mạnh hơn, ví dụ như PGD hay là PGS, đúng không ạ?
đó là những cổ phiếu bán xăng dầu hay là khai thác xăng dầu, tức là những cổ phiếu liên quan đến khí, thì đang xảy ra tình trạng thiếu khí ở bên, người ta đang kỳ vọng ở bên châu Âu và châu Mỹ, ở bên Mỹ bị thiếu khí, và các phiếu này nó có lý do để đầu cơ giá lên không? Thì gas này nó chạm một cái đỉnh cũ đợt tháng 8 mà nó đang lùi lại, nhưng mà nếu chúng ta nhìn cái xung lực của gas trong hai phiên gần đây so với xung lực cùng đỉnh, tức là cái lượng hàng bị kẹt ở đỉnh, thì rõ ràng rằng cái xung lực gần đây rất là mạnh, là tiền tham gia trong cái đợt này mạnh hơn những cái đợt đỉnh trước, và cái xác suất thì Dũng nghĩ là xác suất vào đỉnh nó cũng tương đối cao, và những cổ phiếu như gas hay những cổ phiếu như PVS thì nó sẽ phù hợp với những ai mà cái độ rủi ro cao và chấp nhận cái mạo hiểm, vì nó gắn với lại cái diễn biến của giá commodity ở trên thị trường quốc tế. Và với gas thì cá nhân Dũng nghĩ là cái xác suất nó tiến về vùng 110 là tương đối cao, tức là vượt qua cái đỉnh 98.9, và hôm nay nó chạm phải thì có thể nó lùi lại một hai phiên, và nó có thể kỳ vọng về vùng 110. Và trung tâm tư vấn đầu tư có khuyến nghị này, nhưng mà nó cũng qua cái điểm mua tốt, thực ra bây giờ mua thì nó sẽ xác đỉnh, và nếu mà một người mua xác đỉnh thì thà một người đợi nó bật đỉnh xong nó điều chỉnh cái chart, người mua nó sẽ an toàn hơn. Còn những cổ phiếu như PVS thì hay PVD thì cá nhân cũng có vài lần đưa ra nhận định rồi, tức là cái xác suất tốt lắm thì nó cũng sẽ về lại cái vùng đỉnh cũ nó thiết lập trong tháng 6 thôi, tức là cái vùng giá 30, và nó không còn quá nhiều cái biên độ kỳ vọng nữa so với rủi ro để chúng ta mua mới. Còn nếu mà có thì mới nên nắm giữ và đợi cái phản ứng lại tại cái vùng giá cũ của tháng 6 thôi. Còn PVD hay PSL nó cũng tương tự thôi, nhưng mà trường của PVD PSL thì lần này yếu là PVS, có lẽ là do những cái tác động của việc giãn cách. Ví dụ như với PSL thì người ta phải gánh chịu cái đợt giãn cách, và cái tiêu thụ của xăng dầu nó bị kém rất là nhiều. Mình có đọc thông tin thấy là doanh nghiệp phải gửi xăng dầu do hết chứa kho bãi, thì nó sẽ khiến cổ phiếu khó có những cái động lực đủ mạnh để vượt đỉnh trong ngắn hạn. Còn lại những nhóm ngành khác thì cá nhân thấy nó cũng không có gì đặc biệt cả, bởi vì nó cũng hầu hết là sideways thôi, và những cổ phiếu nhỏ thì không đề cập ở trong cái buổi chia sẻ hôm nay, tại vì nó không có cái thanh khoản đủ lớn và cái tính thị trường để mọi người tham gia. Nên tóm lại quan điểm thì Du vẫn nghĩ là một thị trường hiện tại thì nó cũng đang là sideways, và nó sẽ theo hướng tích cực nhiều hơn, nhất là những cái thông tin sâu nhất đang được cố. Alo Linh ơi. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Cảm ơn anh Du đã điểm đưa ra quan điểm của anh về thị trường ở giai đoạn hiện tại, cũng như là anh đã điểm lại đến quý khách hàng những cái nhóm cổ phiếu hay là những cái nhóm ngành nổi bật trong cái thời gian vừa rồi. Và tiếp theo là sẽ đến phần Q&A, phần trả lời những câu hỏi của các anh chị khách hàng. Thì ở đây có một anh có hỏi về xin các chuyên gia cho nhận định về ngành mía đường cuối năm 2021 thì nên đầu tư vào mã nào, thì không biết anh Dung có cái chia sẻ gì về cái ngành mía đường này không ạ? Ngành mía đường thực ra thanh khoản lớn với lại vốn hóa lớn thì ra chỉ có QNS được Quảng Ngãi đó. Nó vừa đường vừa sản xuất các cái sản phẩm tiêu dùng khác, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn một cái bức tranh lớn thì nó vẫn là cổ phiếu mà lên sàn từ 2017 nó suy giảm và bây giờ nó hồi phục lại đúng cái chỗ mà nó đã bắt đầu rơi thôi. Ta thấy là mẫu hình nó cũng khá cân, và thường dân kỹ thuật thì có thể kỳ vọng đây là một cái cốc không ạ, và nó người ta kỳ vọng nó hình thành một cái tay cầm nữa, thì thường quá trình hình thành tay cầm thì nó sẽ chiếm khoảng 1/3 cái cốc này. Ta thấy cái thời gian tay cầm thì rất là dài, cái cốc rất là dài từ 2017 đến 2021, đâu đó khoảng 2.5 năm, tức là cái quá trình hình thành tay cầm có thể nó phải xảy ra khoảng 1/3 thời gian của cái cốc, tức là đâu đó khoảng 6-7 tháng thôi, nhưng mà như thế thì hơi dài quá. Còn xét về ngắn hạn thì nó vẫn là trong cái xuống tăng ấy, mà nó đang thoái lui trong những phiên gần đây, thì cái tôi thấy là nếu mà mua thì chúng ta phải đợi cái kỳ vọng nó vượt hẳn cái đỉnh mà nó đã tạo ra từ 2017 đến giờ và nó chưa vượt được, thì hôm nay cái kỳ vọng nó sẽ lớn hơn. Còn bây giờ chúng ta mua thì cái đỉnh nó rất là gần và nó cũng chưa đến cái động lực vượt đỉnh, và nó đang là một cái phase điều chỉnh ngắn hạn ấy. Thì nên quan sát thêm, tức là khi nào nó vượt qua cái đỉnh 55 thì chúng ta quan tâm trở lại, và thanh khoản nó phải tốt, tức là thanh khoản hiện tại khoảng 1 triệu phiên ở những phiên mà đỉnh điểm. Hiện tại thanh khoản nó đã bị sụt giảm khoảng 400.000 thôi, phải đợi tín hiệu khi nào nó vượt 55 thì mình quan tâm trở lại.
Còn những trường hợp như FPT thì cá nhân Du không tin tưởng lắm, vì cổ phiếu này thì xét được tốc độ cơ bản hay kỹ thuật thì mình cũng không tin tưởng. Cá nhân Du cũng khá hiểu cổ phiếu này và cũng thấy những cái diễn biến của nó trong quá khứ nó rất là bất thường, và mình cũng thấy là những ai chết định cổ phiếu này trong nhiều năm qua thì bị rất nhiều cái cú mà nó lên và nó rơi rất là sâu, đúng không ạ? Nó lên và nó rơi rất là nhọn và cũng chẳng có lý do gì cả. Thật ra là cái việc chết định nó thì không nên. Còn những cái cổ phiếu khác ví dụ như LHS hay là SLS thì cái thanh khoản nó quá thấp ấy, nó không phù hợp với lại số đông nhà đầu tư tham gia thì rất khó để tư vấn cho số đông. Còn nếu các anh chị tham gia thì ví dụ như là SLS thanh khoản nó có vài chục nghìn một phiên thôi, mặc dù cơ bản rất là tốt, thì nó sẽ phù hợp với những anh chị hiểu về cơ bản và mua và nắm giữ ở góc độ đầu tư thôi. Còn trading thì rất là khó. LHS thì nếu mà thuần về mặt kỹ thuật thì nó vượt qua cái đỉnh giá ở vùng khoảng 14-15 ấy, thì hiện tại nó đang được coi là đi test lại vùng đỉnh cũ thì nó chưa có gì xấu cả. Và nếu như nó xuất hiện những cái phiên mà tăng mà thanh khoản nó quay trở lại, tức là dòng tiền quay trở lại và thanh khoản đâu đó khoảng 1,5 triệu trở lên ấy, thì có thể là cân nhắc được, nhưng mà nó phù hợp với trading số lượng nhỏ thôi và trading nhanh thôi. Thì cái thanh khoản của nhóm ngành này nó rất là bé nên rất khó để tư vấn cho đám đông trading được. Và cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu mà có tính đầu cơ cao, cái sóng tăng của sao nó rất là rõ ràng, tức là những sóng tăng nhịp nào ra nhịp đấy và trading thì vẫn trading được, nó không nên nỗi tệ như FPT và nó vẫn có thanh khoản hàng triệu được người trading, tức là vẫn tham gia mấy chục nghìn được, đúng không ạ? Cá nhân Du nghĩ là nó là một cái có thể cân nhắc được, vì thực ra là nhóm ngành mía đường trong thời gian qua thì nó giá tăng, giá hàng hóa, giá mía đường nó tăng rất là tốt, rất nhiều hàng hóa đang vào cái chu kỳ tăng giá mạnh, tại vì cái sự thiếu hụt của nguồn cung do gián đoạn của sản xuất với lại vận chuyển, giá than tăng mạnh, giá thép thời gian qua tăng mạnh, giá đường, giá dầu, rất nhiều mặt hàng giá tăng rất là mạnh, thì nó vẫn là một cái lý do để đầu cơ được thôi. À, nếu mà chúng ta chấp nhận là bỏ qua cái diễn biến, chấp nhận là coi là một cái cổ phiếu mà chúng ta tin tưởng, thì chúng ta đợi dòng tiền quay trở lại và thanh khoản nó quay trở lại khoảng 1,5 triệu trở lên, chúng ta quan tâm. Và cái điểm mua tốt nhất là giá phải trên 14, tại vì nếu mà giá nằm dưới 14 thì nó bị fail so với cái mẫu hình mà đã vượt đỉnh, thì lúc này nó lại bước vào cái thoái trào rồi. Tốt nhất là đợi 1-2 phiên tới, nếu mà thanh khoản quay trở lại và giá tốt nhất là trên 15 tham gia thì nó có vẻ hợp lý hơn. Mặc dù cũng khuyến nghị lại là cổ phiếu này thanh khoản thấp và cái tính thị trường nó không quá cao so với những lớn thanh khoản lớn. Cảm ơn anh Du ạ. Có anh Vũ Minh Quang có hỏi về, các anh cho ý kiến nhận định về xu hướng của nhóm chứng khoán và công nghệ trong quý 4 ạ. Không biết anh Du có quan điểm gì về cái hai nhóm này không ạ? Nhóm chứng khoán thì cái anh Du cũng đưa ra nhận định, tức là nếu mà xét được kết quả kinh doanh thì tôi tin là kết quả kinh doanh quý 3 quý 4 rất là tốt, xét về thanh khoản với lại cái triển vọng thị trường. Và cái triển vọng năm sau thị trường chứng khoán vẫn rất là tốt, nó phù hợp với những ai đầu tư dài hạn thôi. Còn ngắn hạn thì trong vài tuần qua thì trong các cái lần nhận định thì Du luôn đưa ra quan điểm là nó đang sideways giảm, tức là sideways và đang rơi từ từ, người nhìn thấy ai là rõ nhất, tức là nó đang có một cái quá trình bào mòn, những ai có lãi người ta đang chốt lời và đang rút ra những cổ phiếu khác, thì hầu hết cổ phiếu ngành chứng khoán đang bị thế. Nó hơi tiêu cực trong ngắn hạn một chút, tại vì cái quá trình tăng nóng trước đấy nó cần cái đợt thay máu để những người khác người ta mua vào và có tình hình tài chính tốt hơn để nắm giữ dài hạn ấy. Thì nên đợi thôi, vì khi nó đang sideways và đang bào mòn thì chúng ta mua vào chúng ta sẽ rất là áp lực, và nếu mà nhỡ nó giảm hơn so với mình dự phóng trước ấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ có thể lại áp lực khi bán đúng đáy. Nhóm ngành công nghệ thì hầu hết cũng đã phản ánh cái đợt tăng trong đợt tăng trước rồi, tức là như FPT thì cái xu thế nó đang sideways trong vài tháng nay rồi, nó đang thành mô hình đang lo ngại mô hình hai đỉnh, tức là nó đang có xác suất hình thành mô hình hai đỉnh khi hai lần lên giá 97 nó đang bị lùi lại. Nếu mà nhìn một cách khách quan hơn ý, thì nó đang là sideways thôi. Đỉnh ngắn hạn ở 97 và hỗ trợ 92 thôi, biên rất là hẹp, 91. Nếu như nó break out lên 97 thì nó sẽ có cơ hội để tiếp diễn cái sóng tăng và lúc đấy chúng ta mua để hợp lý hơn. Còn ngược lại chúng ta mua hiện tại mà nó không may nó có cái rủi ro vỡ 90-91 thì chúng ta sẽ chịu áp lực nó thoái lui, thì vì tính ra trong cái quá trình tăng suốt từ tháng 4 năm ngoái nay thì FPT cũng chưa có đợt điều chỉnh nó đủ lớn và đủ dài đâu. Tất cả các đợt điều chỉnh trước gọi là điều chỉnh ngắn thôi, nó diễn ra rất là nhanh thôi. Nó chưa có những đợt điều chỉnh thay máu kéo dài hàng quý hoặc là vài quý, thì chúng ta nên thận trọng với rủi ro đấy. Và những cổ phiếu nhỏ khác ví dụ như CMG hay là ITD là những cổ phiếu nhỏ trong ngành ý, thì nó đã kết thúc
kết thúc cái đợt tăng giá rất là nóng rồi. Và xét về mẫu hình thì nó cũng đang là một mẫu hình rất là tích cực ở trung hạn ấy, tức là những cái đỉnh sau càng ngày càng cao hơn. Thì chúng ta có thể cân nhắc đợi những cái nhịp điều chỉnh nó kết thúc và chúng ta quan tâm trở lại. Thì thường những cổ phiếu tăng giá thì mọi người có thể lưu ý ở cái Fibonacci 50%. Tức là những cổ phiếu nào mà nó đã tăng giá thì chúng ta kỳ vọng là nó điều chỉnh tăng giá tiếp, chúng ta đợi hai ngưỡng nhất Fibonacci 38.2, giả sử như 52.7 với lại CMG, hoặc là ngưỡng thứ hai là 49.50 đối với CMG. Thì nếu mà về đấy mà cung cạn kiệt dần và nó xuất hiện những cái phiên tăng giá tốt thì người có thể cân nhắc mua vào. Thì cái triển vọng trung hạn nó chưa có gì xấu cả, và triển vọng ngắn nó đang là điều chỉnh rồi. Cổ phiếu nhỏ như ITD hay là ICT thì các chú thấy là nó cũng đã kết thúc cái đợt tăng ngắn hạn rồi, đang điều chỉnh, nó cũng không có gì nó quá tích cực. Và chúng ta nhìn những cổ phiếu đồng ngành, ví dụ như FPT, nếu mà nó còn triển vọng tăng giá tiếp ấy, thì những cổ phiếu nhỏ trong ngành nó sẽ có động lực để tăng giá. Còn nếu những cổ phiếu đồng ngành mà nó chững lại hoặc nó quay đầu thì cái rủi ro giảm giá nó vẫn còn. Thế là mọi người nên nhìn FPT để mọi người quyết định những cổ phiếu trong cùng ngành, nhất là ngành công nghệ. Có lẽ còn ELC, Elcom là cổ phiếu vẫn đang tăng giá thôi, và nó phù hợp với những ai còn để nắm giữ thôi. Với một cái mẫu hình mà nó tăng liên tiếp như này, nó không có cái đợt điều chỉnh nào để tích lũy thêm máu, thì cái việc mua vào thì nó rất là hên xui thôi. Nó giống như chúng ta mua một thứ mà chúng ta chưa có cái sự so sánh và đo lường với cái thứ khác. Nó cần cái thời gian tích lũy lại thì chúng ta cân nhắc sau, còn trường hợp này đã lên rất là mạnh rồi. Cá nhân Dung nghĩ là nếu mà anh chị quan tâm ở số vốn lớn thì anh chị nên tập trung FPT thôi. Cảm ơn anh Du ạ. Ở đây anh Chu Thanh Thành có hỏi về cổ phiếu NDT, cổ phiếu dệt may Nam Định. Thì Linh có chia sẻ một chút là thứ nhất là cổ phiếu dệt may Nam Định này là cổ phiếu mà cái thanh khoản của cổ phiếu này nó khá là thấp. Trung bình của nó rất là thấp, khoảng tầm mấy chục nghìn cổ phiếu một phiên thôi. Do đó thì cái phân tích kỹ thuật đối với những cổ phiếu mà nó có cái thanh khoản nó thấp như này thì nó cũng không thực sự có nhiều ý nghĩa. Còn chia sẻ thêm về cổ phiếu này, góc nhìn về mặt xu hướng thì cổ phiếu này cũng đang trong một cái xuống tăng giá khá là, vẫn đang trong một xuống tăng giá. Tuy nhiên thì như Linh vừa chia sẻ, cái khối lượng giao dịch của cổ phiếu này nó khá là thấp. Do đó thì cái việc mà giao dịch đối với cổ phiếu này nó cũng khá là khó, đặc biệt là dưới góc nhìn của phân tích kỹ thuật. Anh Lợi ở đây có hỏi về phân tích cổ phiếu S99 có nên giữ trung hạn hay không? Anh Du có quan điểm gì cổ phiếu này không ạ? S99 cổ phiếu mà cá nhân Du không tin tưởng lắm về mặt cơ bản. Và mình cũng đã nghiên cứu cổ phiếu này khá lâu, nhiều lần đã đọc báo cáo tài chính và mình thấy có nhiều điểm mà mình không tin tưởng. S99 với lại cổ phiếu gì mà cùng con quên nữa. SCI công ty con này, cán dụ không tin tưởng trong cổ phiếu này lắm. Cái cách giao dịch của nó về mặt kỹ thuật nó cũng không tự nhiên lắm, và mặt cơ bản thì nó có nhiều dấu hiệu mình cũng không tin tưởng, nó không đạt cái tiêu chí bộ lọc về các tiêu chí cơ bản mình đặt ra và trung tâm tuấn đưa đặt ra là mình sẽ không thích được. Cảm ơn anh Du. Anh chị Giang Vũ có hỏi về cổ phiếu EGC ạ. Anh Du có quan điểm gì về cổ phiếu này không ạ? EGC ạ. EGC thì cá nhân Du cũng đã có một vài lần trao đổi với các anh chị ở trên cộng đồng này rồi, đúng không ạ? Cá nhân Du thấy là cái xác suất mà hình thành cái mô hình vai đầu vai nó đang tương đối cao. Không người thấy là có một cái vai bên trái, một cái mô hình đầu ở giữa và đang hình thành cái vai bên phải, có vẻ nó cũng tương xứng với vai bên trái. Thì cái cổ phiếu này thì cá nhân Dung nghĩ là cái xác suất nó vượt đỉnh thì về mặt lý thuyết thì nó vẫn còn, vì một khi là cổ phiếu nó không cách xa đỉnh thì nó vẫn còn cái cơ hội vượt đỉnh. Thì nó các cái đợt điều chỉnh nó chỉ về Fibo 50% thôi, nhưng mà về mặt mẫu hình thì cá nhân Dung thấy là nó có mẫu hình nó tương đối giống với lại vai đầu vai, và nó có những cái rủi ro mà mình nghĩ là cái xác suất nó đang đi xuống, cái rủi ro nó nhiều hơn là rủi ro cái xác suất đi lên ấy. Và cái Du nghĩ là cổ phiếu này thì lời khuyên của Du thì không nên trade, nếu mà cái quan điểm của Du thì mình đang lo ngại cái mẫu hình vai đầu vai nhiều hơn. Ngay cả hôm trước người thấy là nó break out khỏi cái kênh giá giảm rất là đẹp, nhưng mà chỉ sau vài phiên nó bị rơi ngược lại rất là nhanh. Và cổ phiếu này thì những cái đợt giảm nó rất là sốc, nhất là cái đợt giảm tháng 6 vừa qua ấy, mặc dù thị trường
nhiều cổ phiếu nó bị kép, nó rơi và nó rơi, nó tăng hồi lại rất là nhanh, nó có đỉnh DIG này hay Hà Đô này. Mà IDC thì sau cái cú đấy rơi rất là mạnh và cú hồi rất là yếu, nếu mà so với mặt bằng chung là cái động lực nếu nó vượt đỉnh nó đã vượt rồi, còn đến giờ này mà nó vẫn không vượt mà nó vẫn ngoi ngóp ở đây thì cái xác suất xấu đang cao hơn và mình nên hạn chế, tại vì có nhiều cổ phiếu bất động sản khác nó đang ở những cái mô hình mà nó đang tích cực hơn, Hà Đô hay là HDC. Hà Đô mà nó break out đi tiếp thì rõ ràng mô hình rất là đẹp, nó đã đủ thời gian tích lũy đâu đó khoảng hơn một tháng rồi, còn nếu tích lũy thêm tuần nữa thì mà break out khá là đẹp, còn nếu không break out chúng ta bỏ qua thôi, sideways không nên chết đi. À, những trường hợp HDC nó vẫn là mô hình tích lũy và tăng giá rất là đẹp, thì cái xu thế là không nên chọn một cái cổ phiếu mà nó đang thiên về hướng rủi ro như thế. Vâng, cảm ơn anh ạ. À, anh chị Nông Khánh Huyền có hỏi về phân tích về chiều giữ cổ phiếu công thương ạ. Anh Du cũng vừa trao đổi về cổ công thương ạ, giờ chiều giữ ạ. Ra chiều mua thì dễ, tại vì chúng ta thấy nó sideways, nó đang giảm, chúng ta chưa mua đúng không ạ? Bao giờ cầm tiền nó cũng ở cái thế chủ động. Những cái người mà đã mua và đang lỗ rồi thì nó rất là khó xử, nhất là cổ phiếu nó càng ngày nó càng đi xuống. Bây giờ Du không biết là anh chị mua với mục tiêu đầu tư hay mục tiêu chết đinh. Hai là không biết anh chị chịu rủi ro bao nhiêu phần trăm, và thứ ba mình không biết ra vốn của anh chị là bao nhiêu, không biết cái trạng thái tài khoản. Còn thuần về mặt và xu hướng thì rõ ràng nó đang xấu, nhưng mà dù sao nó đang có cái hỗ trợ ở vùng 30.1 ấy. Thì các anh chị quan sát trong vài phiên tới, kể cả trong trường hợp nó vỡ ấy, thì chúng ta có thể quan sát thêm một hai phiên. Thường những cổ phiếu lớn này nó vỡ nó sẽ có những nhịp hồi gọi là đi test lại hay là pull back lại cái chỗ nó bị vỡ, thì nếu mà nó vỡ xong và nó hồi ngược lại mà nó vượt qua được cái ngưỡng 30 mà nó vỡ ấy, thì đấy nó gọi là thrust down, tức là cái tín hiệu mà vỡ rồi sau đấy là để test cung để bắt đầu đi lên ấy, thì anh chị nên giữ. Còn ngược lại nếu mà nó vỡ xong mà một hai phiên sau nó vẫn không cố hồi lên được ngưỡng 30 thì mình chấp nhận mình bán thôi, tại vì nó vẫn là một cái xu hướng ra xuống. Và nếu như anh chị là người đầu tư thì dù không dám khuyên anh chị bán hay mua, nhưng mà nếu anh chị mà chết định ngắn hạn, tức là mình mua vì mục tiêu đầu cơ giá, thì rõ ràng mình chọn một cổ phiếu mà đang có mô hình giá xuống, và khi mà mình cắt lỗ thì mình chấp nhận mình sai. Và thứ ba là nếu mà chúng ta không cắt lỗ sớm thì giả sử như nó cứ thế nó tiến nó xuống sâu hơn nữa, nó sẽ có những thông tin xấu nào đó mà chúng ta không biết, nó về những cái mức giá mà chúng ta không tưởng tượng được ấy, thì cái rủi ro chúng ta gánh chịu rất là lớn. Tại vì trong nhiều năm qua thì có những đợt giá mà giảm giá mà chúng ta cứ nghĩ ban đầu nó giảm rất là ít, rồi nó hồi lại dần dần, nó cứ càng ngày nó càng sâu hơn. Nó không phải là lúc nào mà các cái đợt điều chỉnh xong của phiếu có thể vượt đỉnh ngay được, thì nó còn có nhiều yếu tố khác. Cái anh Du nghĩ là nên phương án như thế, vì giờ rất khó xử. Nếu mà người đang cầm tiền thì dễ khuyên hơn, còn người đang cầm hàng và đang thua lỗ mà khuyên mà bán xong một hai phiên sau nó tăng giá, chúng ta sẽ rất là đau đúng không? Thì cái nguyên tắc sau này thì tốt nhất là chúng ta đặt trong những cắt lỗ thôi, và khi nó vi phạm ta nên cắt lỗ sớm để chúng ta tránh cái trường hợp mà bị kẹt hàng và khó xử. Tại vì tất cả các đám cháy lớn là do những đám cháy nhỏ mà ra được, đám cháy rừng lớn là do một hai cái mùi lửa mà ra đâu. Chúng ta phải cố gắng xử lý ngay những cái sai lầm nó sớm. À, cảm ơn anh Du ạ. Ở đây có anh chị anh Thanh Liêm Trần và anh Tuấn Phúc có hỏi về mã cổ phiếu Pau. Thì Pau hôm nay là một cổ phiếu mà cũng có cái tí diễn biến giá khá tích cực trong phiên ngày hôm nay, bên cạnh các cổ phiếu về điện khác, ví dụ như là NT2 này hay là QTP HND. Thì không biết anh Du về góc nhìn về mặt kỹ thuật, anh Du có quan điểm gì về cổ phiếu này không ạ? Pau thực ra đơn giản mặt kỹ thuật, chúng ta nhìn từ tháng 1 đến nay nó vẫn là mô hình giá xuống thôi, tức là những cái đợt sóng tăng mọi người thấy là hầu hết là sóng hồi thôi, tức là nó hồi lại vì nó đã giảm sâu, nó hồi lại cái kênh giá trên thôi và nó đều bị dội lại. Thì lần này thì cũng có thể kỳ vọng là nếu mà nó break qua cái kênh giá giảm thì chúng ta mới có một cái kỳ vọng nó sáng sủa hơn, tức là nó hồi lại những cái vùng đỉnh giá 14 hay là 15 mà nó đã từng gặp phải thời điểm tháng 1, tháng 3 đúng không ạ? Còn hiện tại nó đang là mô hình giá xuống và hiện nay tích cực thì nó cũng chưa phá vỡ được cái mô hình này. Ta nên nếu chết đi thì nên kiên nhẫn đợi nó break qua rồi nó điều chỉnh, ta mua chưa muộn vì thanh khoản của Pau rất là lớn. Ta thấy như phiên nay thanh khoản đến 31 triệu và cái cách tăng của phiếu Pau rất là khó chịu. Trong tất cả các đợt tăng giá trước thì nó tăng rất là chậm và nó chỉ rơi 2-3 phiên nó có thể mất hết thành quả nó tăng. Rất nhiều lần nó tăng rất là tốt và thanh khoản tốt, nó rơi một cách bất ngờ đúng không ạ? Cái chết đinh nó là tương đối khó, cá nhân Du thấy nó quan sát là chết đinh khó và mình chưa từng chết đinh cổ phiếu này. Thì mình thấy cái cách tăng nó rất là ngắn và khi nó quay đầu rất là nhanh, cái lịch sử như thế thì rất khó chết đinh, mình không xử lý kịp. Chết đinh theo trend mà nhìn
nhìn ra rồi thì nó quá muộn, đã lỗ rất là nặng. Thì nếu chất định nhìn thuần về mặt kỹ thuật thì các anh chị nên đợi nó có thêm một phiên xanh nữa, khối lượng tốt như phiên hôm nay, là giá tăng tiếp. Hôm nay đóng cửa 12.2, đúng không ạ? Chúng ta có cái đỉnh giá cao nhất cái phiên trước ở đâu đó 12.75, đây 16.9 thì nó vượt, có thể lên 13 chẳng hạn, thì đấy nó điều chỉnh lại chúng ta mua cũng chưa muộn. Thì thường những cổ phiếu thanh khoản lớn này thì sẽ nhiều người chưa có niềm tin để người ta bán ra trong sau những phiên vượt đỉnh polytech, thì cứ giả định như trong trường hợp có một phiên ngày mai như thế thì ta sẽ kỳ vọng cái ngưỡng lên 15 và chúng ta bắt đầu mua từ sau phiên ngày mai. Nhưng mà phiên ngày mai phải là phiên tăng tốt của phiên ngày mai nữa, còn mua ngay ngày mai thì nó sẽ rủi ro là nó chạm với đúng cái phiên đấy, cái đường kháng cự như phiên mùng 6/9, đúng không ạ, nó dội ngược lại và chúng ta sẽ lại dính đỉnh và lại cái mệt mỏi chờ đợi. Vâng ạ, thì anh Du cũng vừa trả lời câu hỏi của chị Trần Thị Ngọc Nhật về câu hỏi của chị là có mua mới cổ phiếu Pau không, thì anh Du cũng đã vừa trao đổi với chị về cái chiều mua mới của Pau. Tiếp theo một câu hỏi của một anh đánh giá, xin đánh giá về cổ phiếu Dabaco ạ. Anh Du có chia sẻ về cổ phiếu này không ạ? Dabaco thì mà chúng ta xét trong cái mẫu hình trung hạn thì nó vẫn là tích cực, tức là nó vẫn là các cái đáy sau dần cao lên, là những ai nắm giữ nó trong 3 tháng, 6 tháng qua thì vẫn cảm thấy là tài sản đang tăng, mặc dù nó có những đợt giảm rất là sốc, vẫn rất là nhỏ, có thể nó có tính đầu cơ cao. Là một người giữ từ năm ngoái năm nay thì cảm giác nó vẫn tăng, nhưng chẳng qua là sẽ phải gánh chịu những cái cú mà nó tăng nhanh rồi nó lại giảm rất là sốc. Còn về ngắn hạn thì đơn giản chúng ta thấy là nó có hai lần nó chạm lên giá số 4, đúng không ạ? 3.x64 này, và thậm chí hôm trước thì thậm chí là còn cố vượt ấy. Mà chúng ta nhìn rõ chúng ta thấy là có hai cái nến mà cố vượt và đều thất bại cả, đều là những cái nến mà bị tụi ngược lại, tức là trong phiên thì vượt rất là mạnh nhưng mà đến cuối phiên thì cung bán khiến giá dội ngược lại, đóng cửa thấp nhất phiên và thành hai cái nến rất là xấu, một cái nến viêm mộ và một nến khiến cố ngược ạ. Thế này là shooting star, bối cảnh ngắn hạn thì nó không tích cực. Còn nhìn trung hạn mà cổ phiếu này đầu tư thì nó vẫn là một cái xu hướng going up thôi. Và cái cách chết đinh cổ phiếu này có lẽ là mua ở những cái kênh giá hiện tại thì có thể là mua được. Còn nếu mà chết đinh ngắn thì nó cũng không phù hợp lắm, thì vì cái mô hình này nó đang thu hẹp dần, thì cái biên này nó càng ngày càng hẹp. Tức là chúng ta mua ở đây thì lên đây sẽ gặp cái lượng cung mà đã mua vượt đỉnh mà nó bị thất bại. Cái kỳ vọng nó sẽ không lớn. Chúng ta mua cái giá này, giá 57 và cái kháng cự nó chỉ ở vùng 62-63 thôi. Rất nhiều người bị kẹt hàng đây. Nó chỉ đâu đó khoảng 6-7%, 7-8% thôi. Nó không đủ hấp dẫn để chúng ta mạo hiểm. Và cái lượng hàng bị thoát ra mấy phiên vừa rồi tương đối lớn. Thì, cái kết quả kinh doanh quý 2 của Dabaco Du nhớ đâu đó nó không tích cực vì nó sụt giảm vì giãn cách ở ngoài Bắc. Không biết quý 3 như nào thì cái Du nghĩ là nó cũng có thể nó cải thiện so với quý 2 thôi. Còn nó không có gì đột biến so với quý năm trước đâu. Ta xét trong cách chung ấy, thật ra khi xét cả cái cạnh kỹ thuật hay là cơ bản mà chết đinh ngắn hạn của cổ này thì mình thấy là nó cũng không nên mạo hiểm, thì nó cũng không có gì xứng đáng cả. Cảm ơn anh Du. Có anh chị Bùi Nhã Hoài Bùi có hỏi về cổ phiếu IAG. Cổ phiếu này ra nó đã giảm giá từ khi lên sàn đến giờ rồi, xét ở cái cạnh cơ bản này kỹ thuật cũng đều rất là tệ cả, tại vì cơ bản thì doanh nghiệp làm ăn càng ngày càng thua lỗ và người chủ doanh nghiệp cũng càng ngày càng mất uy tín các quỹ khi mà bán cho các quỹ ở giá lớn. Còn về mặt kỹ thuật thì cổ phiếu mà càng ngày càng giá càng xuống thì không nên quan tâm, thì chúng ta sống trên một cái nền đất mà càng ngày nó càng lún xuống thì chúng ta sẽ thiệt hại thôi. Giống như ta xây nhà trên một cái nền đất mà càng ngày nó càng lún, ngôi nhà chúng ta có thể bị mất thôi. Nhất là tránh, tại vì cái tư duy bắt đáy với những cổ phiếu này thì nó cũng không có gì phân tích được. Nếu mà một khi một người đã thích mạo hiểm với cổ phiếu này thì chỉ có tư duy đánh bạc thôi, tức là chúng ta nhắm mắt và chờ đợi kết quả sau tê 3 tê 5, còn phân tích thì không phân tích được cả. Cơ bản là lời thanh khoản nó không ủng hộ để phân tích. Vâng ạ, cảm ơn anh. Anh Nguyễn Trung Kiên có hỏi về cổ phiếu VIX ạ. Anh Du có chia trao đổi gì về cổ phiếu này không ạ? Vingroup đúng không em? Đúng rồi. Vingroup thì diễn biến trong xu hướng ngắn và trung hạn thì nó vẫn đang là xu hướng xuống rất là tiêu cực. Kênh giá từ tháng 4 năm ngoái này nó cũng phá vỡ rồi, nó cũng chưa có điểm gì tích cực cả.
cái sức tích cực của nó có lẽ là chỉ là cái việc đi ngang trong mấy phiên vừa rồi thôi, tức là cũng bị giảm nhưng mà cuối phiên nó lại kéo về quanh 80, và người ta đang cố giữ cái mặt bằng giá ở vùng 86-87 thôi, nó chưa có gì tích cực cả. Tại dù thì khi nào nó phải xuất hiện những cái nến mà tăng mạnh và ít nhất nó phải vượt qua cái kênh giá giảm thì mình mới quan tâm, bởi vì nó cho thấy là cái xu hướng nó đã đảo chiều, nhất là nó có một cái đợt hồi phục mạnh hoặc là nó có thể bắt đầu xu hướng tăng giá mới. Đấy là một cái kỳ vọng mới thì có hy vọng hơn, còn một khi nó có tăng giá ở chỗ đoạn này nó vẫn là một cái nhịp hồi phục, giống nhịp hồi phục ngắn mà diễn ra tháng 7 thôi, nó không đủ để chúng ta chết đinh đâu. Giả sử thì nó có hồi phục như này thì nó vẫn là hồi rất là ngắn, và khi hồi nó không vượt thì nó hoàn toàn có thể có xác suất lại dội xuống tiếp giống như cái đoạn này, đúng không ạ? Thứ nhất là nên chờ đợi thôi, mặc dù nó đang xấu và nó cũng đang cố để xây một cái đáy bằng và nó đi ngang để nó tiến đến cái điểm break ấy. Nhưng mà nhìn cái khoảng cách nó còn xa này thì có lẽ là thêm một vài tuần nữa. Còn ngắn hạn hiện tại thì mua để đợi và bet cho xác suất mà nó break out thì nó cũng là hên xui thôi, và chúng ta có thể chịu những cái xác suất rủi ro nó bất ngờ nó vỡ xuống. Về mặt trading thì không nên, khi nào nó bắt đầu cái chứng minh là nó phá được cái mô hình giá giảm và có dòng tiền quay trở lại chúng ta quan tâm chưa muộn, còn nó đang ở xuống ra xuống thì như thế chúng ta mua là bắt đáy. Vâng ạ, cảm ơn anh. Thế đây anh Thật Thạch có hỏi về theo hướng T cộng thì anh ấy cứ tới ngưỡng hỗ trợ anh mua, kháng cự thì anh bán, anh chỉ quan tâm đến thêm về khối lượng và không quan tâm đến các tin tức hay báo cáo tài chính và chỉ đánh theo tuần, theo nến và các phương pháp. Thì ở đây Linh có chia sẻ thêm anh một chút là cái cách thức tiếp cận của anh đây là anh đánh theo kiểu trong một vùng giá sideways, tức là chạm hỗ trợ thì anh mua và chạm kháng trợ thì chạm mà kháng cự thì anh bán. Tuy nhiên thì để cái phương pháp này nó có hiệu quả hơn ý, thì anh nên áp dụng với những cổ phiếu, thứ nhất nó có tính thị trường, cái thứ hai là cổ phiếu đấy phải trong một cái xu hướng tăng giá tốt để mình có thể đạt được hiệu quả cao đối với phương pháp này. Xin phép trả lời anh một chút ấy. Thì để trading cổ phiếu nó có rất nhiều phương pháp, nhất là phân tích kỹ thuật. Những người trading ngắn thì người ta dùng nến ấy, gọi là price action ấy, là trading cho các cụm nến thôi, nhất là trading phái sinh hay forex ấy. Dùng cụm nến và các cái kênh giá kháng cự hỗ trợ. Kháng cự thì nếu mà anh trading ngắn mà trong cái cộng thì anh dùng như thế cũng khá hợp lý. Còn với những người trading dài hơn, người ta dùng các cặp MA dài hơi hơn, rồi dùng các chỉ báo. Rồi những người trading xa nữa, người ta có thể dùng Elliott Way. Thì có nhiều cách trading khác nhau, nó tùy vào cái phương pháp của mình, là mình chấp nhận là trading kiếm lợi nhuận trong ngày, hay chấp nhận kiếm lợi nhuận T cộng, hay chúng ta chấp nhận là đi theo xu hướng là chúng ta nắm giữ nhiều ngày, tức là mỗi xu hướng có thể kéo dài 3 tháng 6 tháng, chúng ta chấp nhận mua cao bán cao để mà nắm giữ trong 3 tháng 6 tháng ấy. Và có những người trading theo xu hướng rất là dài hạn, người ta có thể nắm giữ vài năm trong một xu hướng nào đấy, thì cái cách mua cái bán nó sẽ khác nhau và cái đấy nó sẽ có hiệu quả khác nhau. Thì anh nên tham khảo nhiều phương pháp khác, và nếu phương pháp hiện tại đang tốt thì anh cứ tiếp tục duy trì thôi. Mình chỉ tham khảo phương pháp khác để mình biết trước sau này nếu mà phương pháp hiện tại nó không phù hợp thì mình thay đổi. Còn trading thì có nhiều phương pháp và có nhiều cái trường phái lớn trên thị trường. Vâng ạ, ở đây các anh chị có hỏi thêm về dòng thép, thì như anh Du đã chia sẻ ở lúc đầu rồi, thì còn dòng thép hiện tại thì đang tích cực hơn thị trường khi mà đa số các cổ phiếu thép đều đã vượt đỉnh đã tạo trước đó đầu từ đầu tháng 7, trong đó khoảng Hòa Phát thì Hòa Phát hiện tại cũng chưa vượt qua cái đỉnh gần nhất của Hòa Phát quanh giá 5 năm, trong đó thì Hoa Sen và Nam Kim thì đều đã vượt qua cái xu hướng này rồi. Trong khi đó Hòa Phát gần đây thì hai phiên giao dịch gần đây cổ phiếu tăng khá là tốt, kèm theo đó là khối lượng giao dịch cũng gia tăng. Và anh Du cũng đã chia sẻ là kỳ vọng hoàn toàn có thể kỳ vọng Hòa Phát có thể vượt cái vùng đỉnh trước đó quanh giá 5 năm. Thì nhìn chung nhóm cổ phiếu về dòng thép đang khá tích cực. Trong đó thì Hòa Phát là một cổ phiếu mà anh có thể quan tâm khi mà cổ phiếu này nó đang có một cái vùng mua khá là tốt ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó các cổ phiếu khác như Hoa Sen hay Nam Kim thì nó đã tăng vượt cái vùng đỉnh trước đó khá xa rồi. Thì anh Du có chia sẻ thêm gì về nhóm này được không ạ? Thì trong ba cổ phiếu này ạ. Anh Du thì vẫn đánh giá là trường hợp của Hòa Phát nó sẽ phù hợp với số đông một người hơn. Còn trường hợp như của Hoa Sen hay Nam Kim thì nó đã tăng quá nóng và nó đang ở cái giai đoạn. Nhưng Hoa Sen thì nó cũng chưa quá nóng đâu. Hoa Sen xét trong một tháng qua nó cũng tăng, nó đang tích lũy ở trên vùng đỉnh thôi, thì nó còn có thể có cơ hội tăng tiếp. Nhưng Nam Kim thì nó đã tăng quá nóng cái đoạn mà tháng 8 rồi, thì nó rất là nóng rồi. Và bây giờ chúng ta mua thì dễ dính cái phay điều chỉnh. Chúng ta chọn Hòa Phát thì có vẻ hợp lý hơn, bởi vì nó cũng mới bắt đầu nó nhú lên thôi. Và dòng tiền mới bắt đầu vào lại từ 6 tháng 9 ở cái vùng giá
quanh 51 thôi. Nếu chúng ta đánh giá thì chúng ta thấy là một cái lượng lớn tiền đổ vào Hòa Phát trong gần một tháng qua thì cái giá đâu đó trung bình người ta mua chỉ 51-52 thôi. Thì chúng ta hiện tại giá 53, giả sử những phiên ngày mai nó có điều chỉnh, hay phiên ngày mai ngày kia nó có điều chỉnh quanh giá 53, người ta mua không đắt hơn nhiều so với người khác đang mua cách đây vài tuần. Và cái triển vọng vẫn rất là sáng, nhưng quan trọng là kiên nhẫn hay không. Thì cái xác suất của Hòa Phát nó vượt đỉnh để đi lên cái giá số 2, số 3 là tương đối cao, nhất là khi báo cáo quý 3 đang sắp công bố vào những doanh nghiệp, những ngành thép chắc chắn là quý 3 vẫn rất là tốt. Cảm ơn anh. Ở đây có anh chị có hỏi thêm về cổ phiếu chiếu mua, cổ phiếu Likuji ạ. Không biết anh có quan điểm gì về cổ phiếu này không ạ? Likuji thì nó cũng gần giống như kiểu Hoa Sen, nó đang có một nhịp tăng nóng của tháng 8 ở vượt đỉnh, đang sideways tích lũy ở quanh vùng đỉnh. Thì cái diễn biến của phiếu này trong vài tuần gần đây thì nó diễn biến co giật rất là mạnh. Thì trong cái diễn biến này thì cũng rất khó để đoán đây là một cái vùng tích lũy để đi lên hay là cái vùng để phân phối nữa. Tại vì trước đấy cổ phiếu cũng đã có cái quá trình tăng rất là mạnh từ cái đầu tháng 8 rồi. Cuối tháng 7, 19 tháng 7 bắt đầu đi lên từ giá 11 lên hiện tại là giá 20, là tăng đâu đó 80%. Và với một phiếu vượt đỉnh sau đấy từ cái điểm xuất phát cách xa đỉnh như này và nó vượt xa đỉnh nữa, rồi nó bắt đầu điều chỉnh là cái mức tăng nó có thể nó đã thỏa mãn những ai đấy đầu cơ của phiếu này rồi. Và nhìn cái diễn biến của phiếu trong những phiên gần đây thì cái xác suất dù sao nó đang nghiêng về phía giảm nhiều hơn, thì mình thấy là cái số phiên giảm nó đang chiếm đa số và nó đang nổi trội hơn. Và khối lượng thì xét về khối lượng giảm trong một tuần qua thì nó đang mạnh hơn là khối lượng tăng. Thực ra cá nhân Dung nghĩ cái xác suất vượt cái đỉnh 20 hiện tại đang thấp hơn là cái xác suất mà hoặc là sideways hoặc là có thể vỡ lại đỉnh 17, vỡ lại cái chỗ 17 mà nó đang là hỗ trợ. Thế nếu mà mình mà xác suất, còn giả định trong trường hợp cổ phiếu này nó sideways thì nó cũng không phải là cái cơ hội tốt để chết đinh, đúng không ạ? Chúng ta chỉ chết đinh là cái kỳ vọng là chúng ta mua nó phải vượt 20, nếu mà chúng ta mua vùng 18-19 này, đúng không ạ? Nó chỉ cách một giá thôi, nhưng nó phải có xác suất vượt. Thì ít nhất thì nếu mà giả sử cho sự trong trường hợp mà cổ phiếu này nó vượt được thì chúng ta chấp nhận là mua khi nó vượt 20 và nó vượt xong nó có điều chỉnh trở lại một hai phiên gọi là đi test, lượng thấp hơn so với phiên vượt chúng ta mua. Còn như hiện tại là mua là 50-50 mà xác suất thua thì cái dư nó đang cao hơn. Nên cá nhân Dung nghĩ là không nên mua và nên đợi, vì cái xác suất cổ phiếu này suy giảm đang đánh giá cao hơn là tiếp tục vượt đỉnh đi lên tiếp. Cảm ơn anh. Ở đây chị Yến chị có hỏi về trường hợp ghi nhận cổ tức của Đất Xanh, và thì khi mà chia sẻ với chị một chút là khi mà cổ phiếu mà chia cổ tức bằng cổ phiếu ấy, thì giá cổ phiếu tại ngành giao dịch không quyền nó sẽ điều chỉnh thành một mức giá mới và căn theo cái tỷ lệ cổ tức, và cái sau ngày tại ngày giao dịch công quyền đó thì cái giá mua bán thì chị sẽ căn cứ theo cái giá sau chia đó, đúng như là chị đã trao đổi. Một anh có hỏi về cổ phiếu PC1, anh Du có chia trao đổi gì về cổ phiếu này không ạ? Hôm nay cổ phiếu này khá tích cực trong phiên ngày hôm nay. Rồi, cổ phiếu này ra cá nhân Du hôm nay có quan sát và thấy nó vượt đỉnh cuối phiên ấy, rất tình cờ mình bật thì anh ấy hỏi. Thì cá nhân Du thấy là cổ phiếu này xét về cái cạnh ngắn hay trung hạn nó đang rất là đẹp, các đỉnh thì càng ngày càng đi lên cao và đỉnh ngắn hạn thì nó cũng đã vượt qua rồi. Một khi cái đỉnh nó chưa vượt qua thì nó xấu, còn nó đã vượt qua nó đều là tích cực. Về quan điểm kỹ thuật thì cá nhân Du thấy là mình chấp nhận mua khi nó vượt đỉnh thì cuối phiên nay mình không mua được, có thể là mua đầu phiên ngày mai thôi, nếu mà nó chưa có mức tăng giá nhiều so với cái giá ngày hôm nay, hoặc là canh những thời điểm trong phiên nó có những cái dao động tâm lý người ta còn sợ người ta bán ra thì về triển vọng thì mình không biết đánh giá phiếu này nó sẽ lên được bao nhiêu, vì nó không phải cái mô hình nào cả để mình áp mô hình và để mình phân tích ấy. Rất khó để xây được cái giá kỳ vọng, nhưng mà về thuần về mặt kỹ thuật thì nó vẫn là tín hiệu mua rất là tích cực, vì xu hướng ngắn hạn và dài hạn trung hạn nó đang rất là tích cực và cái nến ngày hôm nay nó cũng vượt hẳn đỉnh, nó không có cái kháng cự phía trước cả. Quan điểm của Du là mạo hiểm mua thôi, mình nhận rủi ro. Ví dụ như ngày mai mua ở vùng giá 37-38 chẳng hạn, mình chấp nhận do là nó vỡ được cái giá 36 này thì mình cắt lỗ, là vỡ ngược lại cái kênh giá này, vỡ 36 cắt lỗ, rủi ro đâu đó khoảng giá rưỡi hai giá. Còn kỳ vọng thì giả định trong trường hợp mà chúng ta thuần mà lý thuyết nó bằng cái kênh giá của cái nhịp tăng gần nhất thôi, nên là Du cho quạ thôi chứ không theo mẫu hình rồi đâu, tức là nó kỳ vọng ở vùng 42. Là như thế về mặt lý thuyết thì chúng ta thấy là có một cái kỳ vọng và một cái rủi ro để ta đo lường được. Cái kỳ vọng khoảng 4 giá, nếu mà mua vùng giá 37-38 là khoảng 4-5 giá.
rủi ro khoảng 2 giá đúng không ạ? Tức là chấp nhận chơi được giá khoảng 2 giá, thì như thế là cái kỳ vọng lợi nhuận khoảng 2 lần rủi ro để mạo hiểm được. Thì trong bối cảnh thị trường sideways hiện tại thì cái rủi ro trông thì cũng rất là thấp, nên cổ phiếu nó đẹp thì mình cứ mạnh dạn tham gia một chút không sao cả. Vâng, không cảm ơn anh. Nếu thị trường đang xấu mà đang downtrend thì mình sẽ sợ, còn thị trường nó sideways thì không may chúng ta có sai cái lỗ nó rất là nhẹ thôi. Tham gia nhất là tham gia cổ phiếu mạnh thì Du rất ủng hộ, còn mua bắt đáy thì nó sẽ không tốt, tại vì bắt đáy thì nó sẽ khiến chúng ta dễ thua lỗ hơn. Nguyên tắc của trading là chúng ta phục thịnh không nên phục suy. Vâng, cảm ơn anh Du. Do cái thời lượng chương trình cũng gần hết thì Linh xin phép được trả lời một câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc buổi ngày hôm nay ạ. Có anh Phạm Xuân Hoa có hỏi về chiều giữ dài hạn đối với cổ phiếu VDS, chứng khoán Dòng Việt. Anh Dũng chia sẻ gì về câu hỏi này không ạ? Câu hỏi này rất là khó. Câu hỏi của anh là giữ dài hạn thì Dũng không biết anh giữ bao lâu và anh đang mua bằng tiền thật hay không. Tại vì với một người đầu tư dài hạn thì chúng ta xác định chúng ta nắm giữ 5-10 năm. Chúng ta giống như chúng ta mở một cái cửa hàng hay một cái quán ăn ấy, ta sống chết với doanh nghiệp chúng ta và chúng ta hưởng cái thành quả. Thì cái anh Dũng, nếu mà anh chị đầu tư 5 năm hay 10 năm vào chứng khoán ấy, thậm chí 2-3 năm nữa thì cái việc hái quả Dũng vẫn khá là sáng và xác suất thắng là rất là cao, thì mình có đánh giá cao ngành chứng khoán. Còn nếu mà để trả lời câu hỏi dài hạn mà Du không biết anh đầu tư bằng tiền gì và nắm giữ bao lâu và anh chị chấp nhận rủi ro bao nhiêu thì rất khó trả lời, vì ngắn hạn thì cả ngành chứng khoán nó đang sideways và đang điều chỉnh trở lại do nó đã tăng nóng thời gian trước. Nhưng mà triển vọng năm 2022 thì cá nhân Du vẫn đánh giá rất là tích cực và trung tâm tư vấn đầu tư vẫn đánh giá rất là tích cực. Thì cá nhân Du nghĩ là cái này nó tùy thuộc vào cái mức độ chấp nhận rủi ro của anh, thứ hai là cái thời gian anh nắm giữ, và thứ ba là cái sự kiên định của anh vào cái việc đầu tư cơ bản. Tại vì đầu tư cơ bản thì nó đòi hỏi cái việc nghiên cứu về doanh nghiệp ấy, nó bài bản và nó chuyên cần hơn. Nếu chúng ta hời hợt chúng ta sẽ mất tiền. Còn chiến định thì nó dễ để chúng ta đưa ra quyết định hơn, vì nếu mà sai thì đơn giản là cắt lỗ thôi. Còn đầu tư nó cần nghiêm túc hơn thì anh nên đọc các báo cáo về ngành chứng khoán và báo cáo về cổ phiếu Dòng Việt để anh quyết định. Và cái này nó phụ thuộc vào cá nhân anh thôi. Vâng ạ, cảm ơn anh Du. Do thời lượng đã hết thì Linh xin phép được dừng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay tại đây. Thì cảm ơn anh Du đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị khách hàng đã tham gia chương trình.